mình là Trần Việt Anh đến từ Cẩm Năng Du lịch Quán Nước Phun Việt Nam. Hôm nay bọn mình đang ở Cát Bà và sẽ đi trải nghiệm tour một ngày ở vịnh Lan Hạ, một trong những vịnh đẹp nhất ở Việt Nam. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau lên trên thuyền và xem tour Lan Hạ một ngày có gì. Ok,